Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Cà Mau thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong các cấp hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả với đa dạng các mô hình sáng tạo, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong năm qua, Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau luôn phát huy tốt các phong trào xây dựng người phụ nữ Cà Mau thời đại mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện kế hoạch phong trào thi đua với chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới. Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động tập trung về cơ sở, chú trọng hỗ trợ cơ sở hội, chi hội, tổ phụ nữ, thông qua chương trình hướng về chi hội, hành động vì chi hội, tập trung hỗ trợ chi hội thuộc địa bàn khó khăn trong công tác tập hợp, thu hút hội viên và tuyên truyền kiến thức. Để lan tỏa cái ý thức, thói quen theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người phụ nữ trong thời đại mới và các cái mô hình học tập làm theo Bác thì các cấp hội cũng đã tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các cái mô hình như là tiết kiệm tín dụng, hùn vốn xây dòng, tăng dần, rồi heo đất tiết kiệm, hùn vàng, mua bảo hiểm, rồi hũ gạo tình thương, tổ phụ nữ tiết kiệm làm theo Bác, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, câu lạc bộ kết nối yêu thương, nghĩa tình xa quê. Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo thì hỗ trợ cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong năm 2022 thì thực hiện tốt cái chương trình mẹ đỡ đầu, chịu phần quà san sẻ yêu thương và nhân rộng cái mô hình nghĩa tình xa quê thì có nhiều cái cách làm hay. Bằng những việc làm rất đơn giản như xây dựng mô hình tiết kiệm, hũ gạo tình thương, quỹ hùng vàng, nuôi heo đất, nhiều hội viên, hội phụ nữ đã được hỗ trợ rất thiết thực, không chỉ được thực hiện ở huyện Trần Văn Thời mà đã hình thành ở nhiều xã trên địa bàn khác, qua đó giúp nhiều chị em hội viên vươn lên thoát nghèo. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời xác định cái việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là cái bổn phận, cái trách nhiệm và đồng thời cũng là một cái vinh dự, nên là từ đó thì hội viên cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Trần Văn Thời đã tổ chức nhiều cái hoạt động, nhiều cái mô hình, nhiều cái phong trào thi đua sôi nổi để mà học tập và làm theo Bác. Cái mô hình học tập làm theo Bác như cái mô hình là 10 trong 1 là 10 hộ khá giàu giúp một hộ nghèo. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng như là các xã thị trấn cũng đã vận động người chỉ đạo trong các chi tổ hội nơi mà có hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thì với cái mô hình 10 trong 1 này thì 10 người cộng đồng lại để giúp cho một người thoát nghèo, thoát khó khăn, thì trong năm rồi thì cũng đã từ cái mô hình này cũng đã giúp cho được 22 chị là thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Cà Mau đã thành lập mới và duy trì trên 6.000 tổ tiết kiệm, trên 80 tổ hùng vàng, hùng lúa, hùng vốn tiết kiệm tương trợ giúp nhau, có 100.000 thành viên tham gia, số tiền huy động được trên 55 tỷ đồng và khoảng 6.000 chỉ vàng, giúp trên 30.000 hội viên có thêm nguồn vốn để chăn nuôi, sản xuất và buôn bán nhỏ, hỗ trợ nhau vượt khó, chuộc đất, trả nợ ngân hàng, sửa chữa hoặc cất nhà mới. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời, đến nay các chi hội của huyện đã xây dựng được 33 tổ hùng vàng với khoảng 1.000 hội viên tham gia. Các chị em hội viên cứ mỗi kỳ 3 đến 6 tháng sẽ xoay vòng để giúp xây cất nhà, mua tư liệu sản xuất như máy cày cho con cái học hành. Có nhiều chị em nhờ vào nguồn vốn này đã xây nhà, mua máy cày, máy xới để phục vụ sản xuất, từ đó đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Vừa qua là cái tổ phụ nữ của ấp 1 này có mà để cho hội viên chị em
lại hùng vốn để tạo dựng cuộc sống để làm ăn. Và trong đó tôi là hội viên, tôi có hùng vốn lại, tôi đã bắt thăm, tôi lấy được 30 chỉ vàng. Và trong đó 30 chỉ vàng tôi đã cất nhà, tôi làm cất quán nhỏ để tôi làm ăn buôn bán. Và tôi nuôi con tôi ăn học cũng ra lớp 11, 12. Và trong đó là tôi đã thấy cái tổ hùng vốn này là mô hình này là có hiệu quả. Qua hơn 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có thể khẳng định cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trong huyện. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng. Chương trình được chính thức triển khai vào tháng 5 năm 2022, mang nhiều ý nghĩa nhân đạo, nhân văn, đã giúp các trẻ em vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời đã nhận đỡ đầu 8 trường hợp mồ côi cha mẹ vì COVID-19 và 6 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Tất cả các em vẫn đang đi học. Nguồn lực hiện tại của hội còn hạn chế, nên rất cần sự chung tay, chia sẻ của các mạnh thường quân, tổ chức từ thiện để tiếp tục hỗ trợ tiếp bước cho các em trong cuộc sống. Đối với việc học tập và làm theo bác, thì sắp tới đây thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện bên cạnh cái việc mà duy trì và phát triển những cái mô hình đã có, thì các cấp hội trong huyện cũng sẽ chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền rồi giáo dục chị em, làm sao để cho mỗi bản thân chị em thấy được, hội viên phụ nữ thấy được cái việc học và làm theo bác vừa là cái quyền lợi cũng vừa là cái trách nhiệm của mình, để mỗi bản thân, tự bản thân chị em phấn đấu học tập làm theo để vươn lên, và trên cái cơ sở đó là sẽ có những cái cống hiến cho quê hương. Nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương do hội viên phụ nữ làm ra đến với người tiêu dùng, Hội Phụ nữ huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mỗi tuần một sản phẩm, tức là mỗi tuần các cơ sở hội đều giới thiệu được một sản phẩm do hội viên làm ra lên trang Facebook của hội cơ sở. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã đồng hành cùng với các hội viên trong việc quảng bá, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm địa phương. Nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. Đây là một trong những tín hiệu cũng như sự khẳng định vai trò của người phụ nữ trong sáng tạo và khởi nghiệp của địa phương. Trong năm có 16 trên 16 đơn vị đăng quảng bá trên trang Facebook của hội, 640 sản phẩm của chị em làm ra được đăng quảng bá. Qua việc ứng dụng mạng xã hội Facebook đã giới thiệu, kết nối rộng rãi đến lượng khách hàng trong và ngoài tỉnh, sản phẩm được tiêu thụ lớn hơn so với trước, bởi trước đây chỉ bán cho người thân quen. Hiện các chị em đang làm quen với cách bán hàng qua mạng, thanh toán tiền qua chuyển khoản, bước đầu đã mang lại hiệu quả và có sự lan tỏa trong hội viên, giúp chị em có kiến thức hơn, có cách nhìn thay đổi về môi trường kinh doanh. Thì sơ khai là chỉ là một cái cơ sở nhỏ lẻ thôi. Khi mà mình được tiếp cận với các cấp hội phụ nữ thì được chị em hướng dẫn về cái mặt thủ tục cũng như là cái cách để thành lập hợp tác xã. Và từ đó thì cái hợp tác xã mình sẽ vận động được cái nhiều cái hội viên, hội phụ nữ vào cái hợp tác xã của mình để mà cùng mình tham gia xây dựng cái thương hiệu Ba Khía Đầm Dơi. Thì cái vai trò phụ nữ là dẫn dắt ban đầu đưa hợp tác xã lên phát triển. Thì hiện tại hợp tác xã là có 10 hội viên, hội phụ nữ tại trên địa phương tham gia vào cái công đoạn sơ chế cũng như là sản xuất cái khâu đóng gói thành phẩm sản phẩm Ba Khía Đầm Dơi. Và hiện tại thì cái sản lượng mà sau khi đã xây dựng thương hiệu thì nó gấp khoảng 10 lần so với cái năm ban đầu mình khởi nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đầm Dơi đã tăng cường hỗ trợ vốn vay để phụ nữ có điều kiện thực hiện các loại hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình. Các cấp hội tổ chức nhiều mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau đã huy động trên 15 tỷ đồng. Qua đó có nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như trồng màu, làm tôm khô, làm mắm, làm bánh truyền thống, nuôi sò huyết, may gia công, làm chả cà phê, nuôi cút, nuôi hàu, khô cà phê, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Tính đến nay, hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện số dư nợ 211 tỷ 518 triệu đồng với 170 tổ tiết kiệm và 8.268 hộ vay vốn. Qua đó cho thấy,
Những mô hình kinh doanh nhỏ lẻ mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Điển hình như mô hình làm tôm khô của hộ chị Nguyễn Thị Nương tại xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Tùy theo mỗi con nước mà chị đã hỗ trợ nhiều chị em lao động nhàn rỗi tại địa phương mình có thêm nguồn thu nhập. Cũng mong ước nếu mà có những cái mà điều kiện mà như chị em phụ nữ về sức, những cái cũng nhờ cho cái mặt hàng thương hiệu mình cho tiến xa hơn, có những người ta biết rộng hơn đó, giúp cho chị em phụ nữ có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định, có đồng vốn rồi có cái thu nhập hàng ngày. Chị em phụ nữ nói chung là ở đây bây giờ thì chỉ là gốc là làm vuông, ngoài ra con nước thì cũng không có làm được cái thu nhập là gì. Thành ra cái thời gian đó là mình, nếu mình được mở rộng cái mô hình ra thì chị em phụ nữ nó có cái công ăn việc làm á. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đầm Dơi thì chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thì luôn bám sát vào cái chỉ tiêu nhiệm kỳ hàng năm, đều đạt và vượt các cái chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Thì trong đó nổi bật là các cái hoạt động là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, như là tổ chức các cái sự kiện truyền thông, rồi là hội thi, rồi trưng bày giới thiệu sản phẩm của hội viên phụ nữ bằng các cái hình thức là trực tiếp, và truyền thông quảng bá sản phẩm thông qua các cái trang mạng xã hội như là Zalo, rồi Facebook, rồi các cái sàn thương mại điện tử, và mở các cái lớp mà tập huấn, diễn đàn hỗ trợ về mặt kiến thức cũng như kỹ năng. Qua đó thì để cho chị em thực hiện cái ý tưởng sáng tạo. Để công tác xóa đói giảm nghèo ở các địa phương ngày càng hiệu quả, Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau cũng đã định hướng cho các cấp hội trong tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phát huy vốn nội lực, kết hợp hướng dẫn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, giúp phụ nữ nghèo để cải thiện đời sống. Trong thời gian tới thì với phương châm mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm thiết thực, thì các cấp hội cũng đã cụ thể hóa cái nội dung theo từng năm, từng chủ đề và hướng dẫn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện thành phố căn cứ vào cái kết quả, cái kế hoạch của hội cấp trên và cấp ủy địa phương thì xây dựng cái kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị, và chú trọng việc xây dựng và duy trì các cái mô hình làm theo Bác cũng như đẩy mạnh phong trào thi đua nêu gương người tốt việc tốt và nêu gương cái phẩm chất của người phụ nữ Cà Mau, thực hiện cuộc vận động phụ nữ Cà Mau tự tin rèn đức luyện tài, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc, và xây dựng cái hình ảnh người cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực trong công tác. Với phương châm học Bác từ những điều giản dị nhỏ bé nhất, học và làm theo Bác đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua đối với các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Việc nêu gương của cán bộ hội đã tạo niềm tin, chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của hội viên. Chị em hăng hái tham gia các mô hình hoạt động của hội, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm, dành cho phụ nữ những tình cảm yêu quý, trân trọng, luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ, biểu dương, động viên phụ nữ hăng hái thi đua yêu nước. Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Người là thể hiện sinh động nhất, chân thật nhất lòng yêu nước của cán bộ, hội viên phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng. Đó còn là tâm quyết của các cấp hội phụ nữ tỉnh Cà Mau, hành động bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Miền Tây hôm nay do chi nhánh Truyền hình Nhân dân tại Cần Thơ thực hiện đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này kỳ sau.